Hello, Nguyễn Đức Long xin trân trọng kính chào đại gia đình chúng ta trong bản tin muộn buổi tối hôm nay. Và lời đầu tiên cho Long kính chúc đại gia đình mình một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng. Buổi tối muộn hôm nay thì Long lại tiếp tục gửi đến cho quý vị cái bản tin xoay quanh về thầy Thích Minh Tuệ. Một vị sư phải nói rằng là từ trước đến nay ở Việt Nam chúng ta chưa bao giờ coi như xuất hiện một vị sư mà phải nói rằng là phải có cái sức khỏe dẻo dai bền bỉ đi dưới cái nắng mà 40 mấy độ C, mà đầu thì đội trời chân đập đất mà đi ròng rã từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Như vậy tôi cho rằng đây là một vị sư thật sự, thầy là một người phải nói rằng là hình như theo như tôi nghĩ đó là thầy là đúng là một vị chân tu đích thực. Thành ra là thầy mới làm được những cái chuyện như vậy, chứ bình thường thì không ai làm được. Thì trong cái đoạn của thầy đi thì cũng có nhiều thầy khác đi. Nhưng mà rồi thưa với quý vị, cái điều đáng tiếc xảy ra ngày hôm qua là ngày 30 tháng 5 thì có một vị sư đó là cũng đi theo coi như rằng là sư Thích Minh Tuệ, nhưng mà vừa qua đời. Là tại sao quý vị biết không? Thì theo như bài báo của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh vừa đăng, một người đi theo sư Minh Tuệ bị sốc nhiệt tử vong. Là một người đi theo sư Minh Tuệ khi qua tỉnh Quảng Trị thì bị nhiệt sốc kiệt sức, và do sốc sốc nắng đột quỵ dẫn đến tử vong. Tối ngày 30 tháng 5, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận ông Lương Văn Thanh Sơn, ông Lương Thanh Sơn, 47 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong. Hiện tại thi thể ông Sơn đang lưu lại nhà xác ở bệnh viện để làm thủ tục bàn giao cho gia đình. Đó, quý vị thấy chưa? Đó, vì một vị thầy này cũng rất là khá trẻ tuổi nhưng mà sức không chịu nổi. Tại vì nói thật với quý vị, cái tu không phải đơn giản. Mình sống ở ngoài đạo thì cái gì nói vậy chứ có thể làm được, nhưng mà tu hành thì chúng ta không thể bắt chước được. Mà tu hành phải có cái căn tu, mà mình tu đúng mức, và mình tu làm sao mà để cho đạt được đến cái độ tu giống như thầy Thích Minh Tuệ thì rất là khó. Thưa với quý vị như vậy, Việt Nam mình từ xưa đến nay chưa thấy. Ông Sơn được chuyển tới từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đến Bệnh viện Trung ương Huế vào chiều cùng ngày trong tình trạng thái hôn mê sau do sốc nhiệt và tai biến mạch máu não. Được biết ông Sơn tham gia trong đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách đây 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thì ông ngất xỉu và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Phong. Vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn hô hấp. Bệnh nhân được nhập viện tại bộ phận cấp cứu hồi sức tích cực, sau đó được chuyển lên điều trị tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Với những triệu chứng trên, ông Sơn được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và sau đó được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế thì tử vong. Được biết ông Sơn đi bộ và hành cùng với ông Thích Minh Tuệ mấy ngày nay. Thì thưa với quý vị, theo những thông tin của các kênh YouTube mà đi theo thầy Thích Minh Tuệ thì vì thầy gọi là thầy Sơn này á thì đi mới được có 3 ngày. Thì đến ngày thứ 2 á thì thầy Sơn á có một kênh YouTube phỏng vấn thầy, thì thầy trong cái lúc phỏng vấn thì thầy trả lời với cái gương mặt rất là sưng, sưng phù lên và đôi mắt cũng sưng lên là vì do nắng quá nắng, thành ra là thầy chịu không nổi. Nhưng mà phải chi cái lúc đó, mà đó là ngày thứ hai rồi quý vị, ngày thứ hai là thầy thầy đã cái trạng thái của thầy đó, nó sức khỏe đã xuống cấp rồi đó.
Nhưng mà phải chi lúc đó mà thầy dừng lại, thầy nhập viện và thầy có thể là vào nước hay là chích thuốc để mà bù dưỡng lại thì có thể là thầy qua khỏi. Nhưng mà không ngờ thì thầy ráng thầy đi đến ngày thứ ba. Ngày thứ ba là tất nhiên là thầy bị đột quỵ luôn đó quý vị. Như vậy thì đó là những cái điều mà phải nói rằng là trong cái chuyến đi tu tập của thầy Thích Minh Tuệ và những vị thầy khác cũng cùng đi. Nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ nói rằng là thầy cũng không kêu gọi ai đi theo cùng thầy và cũng không xua đuổi ai. Nhưng mà thầy đi với cái tu hành đầu đà như vậy thì nó thật với quý vị chỉ 102, ở Việt Nam chúng ta phải nói là chỉ có 102 thôi. Nhưng mà Long cũng thiết nghĩ rằng là những người mà tu hành như thầy thì hiếm, phải nói rất là hiếm. Việt Nam chúng ta lần đầu tiên mới xuất hiện ha, mới xuất hiện một vị thầy như vậy, một thầy mình phải nói rằng là quá tuyệt vời. Và đồng thời nữa thì thưa với quý vị, những người mà đi theo thầy chịu không nổi. Mà nhiều người, nhiều vị sư trụ trì của chùa ở trong nước và ngoài nước cũng đã lên tiếng, nếu như mà tu tập như thầy rất là khó, và thầy đã tu tập đến cái mức độ này thì thầy đã rèn luyện bản thân của thầy 6 năm qua rồi chứ không phải bây giờ. Và thầy đi ra đi vào từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam rất là nhiều lần rồi. Thành ra chính vì lẽ đó đó, 6 năm nay thầy chưa bao giờ có một cái bệnh nào mà từ cái việc mà sổ mũi nhức đầu cũng không có. Thành ra là chính vì lẽ đó, nó thật với quý vị, bây giờ cái bàn chân của thầy nó cháy sần luôn, giống như là chai luôn rồi đó, giống như rằng là một cái đôi dép mà tổ ong mà mình hơ đi và lửa nó nóng đi rồi nó quéo lại vậy đó quý vị. Thành ra làm sao mà mình có thể là mình so bì với một thầy như vậy. Mình phải nói là thầy Thích Minh Tuệ rất là tuyệt vời. Thành ra nó thật với quý vị là bây giờ được coi như rằng là nhân gian ca ngợi thầy rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có một số ý kiến trái chiều, cũng chỉ trích thầy và thậm chí còn miệt thị thầy nữa. Nhưng mà đa phần, tôi thấy đa phần là 70% là người ta rất là kính trọng thầy. Và thậm chí là có một số nhà điêu khắc gia, những nhà mà chuyên tạc tượng, thì thầy Thích Minh Tuệ cũng được một số những người mà điêu khắc gia này đã làm nhiều bức tượng cho thầy rồi. Thì đó là một điều mà tôi nói thật với quý vị, rất là tự hào về thầy khi cái đức hạnh của thầy đã đạt đến cái mức độ này, thì tôi cho rằng đây là một cái đức hạnh rất là cao quý. Và thưa quý vị, nói là như thế, nhưng mà chính bố mẹ của thầy ngồi nhà mà thấy con đi như vậy đó thì có thật với quý vị cũng đau lòng lắm. Vì không có người mẹ nào mà không có người cha nào mà không thương con. Trong cái nắng gắt 43, 44, 45 độ C mà đội đầu đội trời chân đạp đất như vậy đi, mà một ngày chỉ ăn có một cử ăn thôi, một ngày chỉ ăn có một cử ăn, mà ăn là ăn chay, thì thưa với quý vị làm sao mà đủ nuôi đủ cái thể xác của con người được. Và uống nước thì quý vị thì đó, thì mà quý vị thấy trong những đoạn video clip mà các anh em YouTube người ta đưa tin thì hoàn toàn thầy không có bao giờ mà thầy vừa đi vừa uống nước, và cũng thầy cũng chưa bao giờ thầy đứng thử uống nước, chưa bao giờ thấy cái cảnh đó. Nhưng mà cái lúc mà thầy ăn, thầy ngồi thầy ăn xong rồi thầy mới uống. Thì bởi như vậy thì thưa với quý vị chịu nổi không? Chứ Long là Long không chịu nổi rồi đó. Đó là một cái câu chuyện. Và câu chuyện thứ hai là Long muốn chia sẻ với quý vị. Câu chuyện thứ hai là Long muốn chia sẻ với quý vị, đó là một cái câu chuyện cũng mới xảy ra ngày hôm nay. Cái câu chuyện tại Lâm Đồng, nghi can giết người bị bắt sau vài giờ gây án. Đó một cái tin rất là nóng. Trên đường bỏ trốn, nghi can giết người đã gửi xe ở huyện Đức Trọng rồi lên xe khách đi về hướng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã bị lực lượng công an phối hợp bắt giữ. Ngày 31 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt giữ Nguyễn Chí Hùng, 31 tuổi, ngụ phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để điều tra hành vi giết người. Đó, thì quý vị thấy không? Đây là những con người là cái ông này là 31 tuổi mà giết người luôn quý vị. Đó, quý vị thấy khủng khiếp chưa? Mà vì cái nguyên nhân gì thì bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp nè.
Theo thông tin ban đầu, tháng 8 năm 2022, Nguyễn Chí Hùng làm nhân viên giao hàng cho công ty giao hàng Tiết Kiệm và có quen biết với Nguyễn Minh Đức, 24 tuổi, ngụ phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Trong quá trình quen biết, hai bên đã có mâu thuẫn với nhau và Hùng đã nhiều lần đánh Đức bị thương. Đầu tháng 3 năm 2024, do bị Hùng liên tục gọi điện hẹn gặp Đức nên Đức bỏ về thị trấn Hậu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa để ở tránh gặp Hùng. Đến ngày 28 tháng 5, Đức về lại thành phố Đà Lạt. Biết Đức đã về lại thành phố Đà Lạt nên chiều ngày 30 tháng 5, Hùng chạy xe máy đến trước nhà tìm Đức. Do Đức sợ Hùng nên đã trốn trong nhà và bố của Đức là ông Nguyễn Ngọc Tiên, 56 tuổi, đi ra gặp Hùng. Gặp ông Tiên, Hùng cầm dao chém ông Tiên rồi bỏ đi. Ông Tiên tử vong ở bệnh viện sau đó. Quý vị thấy ghê gớm, chém người mà giống như mà chém con gà con vịt vậy, quá không thể tưởng tượng được. Đây là cái gương mặt của những kẻ hung thủ, mà nó thật với quý vị là những người này là những người mà phải nói là giết người không gớm tay, quá độc ác. Gây án xong, Hùng chạy xe máy mang theo con dao xuống huyện Đức Trọng. Khi đến địa bàn thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Hùng gửi xe ở nhà một người quen trên đường Thống Nhất rồi bắt xe giường nằm để về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến địa bàn huyện Di Linh, Hùng bị công an huyện Di Linh và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ. Đó, quý vị thấy. Làm sao chỉ vài giờ đồng hồ sao bị bắt giữ? Họ nói là ông bà mình nói câu là chưa đánh được người thì mặt đỏ như son, mà đánh người rồi thì mặt vàng như nghề. Bởi vậy những con người này thì nói thật với quý vị cần lên án, và đồng thời nữa mình cần phổ biến ra để cho cộng đồng mạng biết, để mục đích răn đe và ngăn ngừa những người có những cái máu lạnh như thế này, và những con người có cái máu côn đồ như thế này. Thì thưa quý vị, dù muốn dù không thì bất cứ sống ở quốc gia nào, ở một cái phương trời nào, của quốc gia nào cũng đều có luật pháp ở nơi đó. Thì thưa với quý vị, nhất là luật pháp của Việt Nam chúng ta hiện nay rất là tinh nhuệ, những anh công an rất là tinh nhuệ, chỉ cần vài gây án vài giờ đồng hồ là bắt ngay thôi. Rồi đây là câu chuyện mà buổi tối hôm nay Long xin gửi đến cho quý vị bản tin muộn, và mong cả nhà chúng ta đón nhận những cái bản tin này và ủng hộ Long nhé. Long xin chân thành cảm ơn và chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Xin kính chào.